Nếu anh được chọn một người nổi tiếng để ngủ thì anh sẽ chọn ai? Cái gì chắc anh nói? Ê, có được nhắc tên không? Hot TikToker đi, Lê Bóng. Lê Bóng. Anh muốn hấp thụ cái sự tích cực đó qua người anh. Nếu mà ngủ thì anh muốn ngủ hết cái tầng nam nữ cho anh ngủ hết chứ. Miễn là sướng là được. Sướng là được. Ủa gì vậy? Mọi người, mình tình cờ gặp được anh Tuấn đang ngồi ăn ché trộn. Tuấn không cần. Nono là ngày xưa rồi. Hello anh, em có thể phỏng vấn anh một chút được không? Không biết ơi. Phỏng vấn gì em? Em đến từ chương trình Giới Trẻ Đường Phố ấy. Đúng là anh không bị cần thật. Em ơi, anh đặt cái tên rõ ràng là Tuấn không cần thì có nghĩa là anh không cần. Em hỏi cái câu này vô duyên như vậy. Nếu anh được chọn một người nổi tiếng để ngủ thì anh sẽ chọn ai? Cái gì chắc anh nói? Ê, có được nhắc tên không? Nếu mà ngủ thì anh muốn ngủ hết cái tầng nam nữ cho anh ngủ hết chứ. Miễn là sướng là được. Sướng là được. Ủa gì vậy? Thế là anh ngủ cho anh không thức đúng không? Đúng rồi, anh không. Anh thích sao anh ngủ? Đúng rồi, anh thích sao anh ngủ? Thế là ai anh cũng muốn ngủ hả? Không, con gái đi ha. Con gái thì anh sẽ thích ngủ thôi nha. Hot TikToker đi, Lê Bóng. Lê Bóng. Đúng rồi. Tại vì biết sao không? Anh thấy được cái năng lượng tích cực của bạn Lê Bóng này rất là tốt luôn. Nên là anh muốn hấp thụ cái sự tích cực đó qua người anh. Ôi giời ơi. À, ngủ cạnh thôi anh. Ngủ cạnh thôi. À thế à. Rồi nếu còn cái gu đàn ông của anh mà nếu mà thực sự anh muốn thích ngủ nha. Thức chứ. Rồi anh thức nha. Thì anh sẽ chọn Vĩnh Thủy. Em biết Vĩnh Thủy không? Em biết cái anh mà sáu múi đó. Không, anh không có sáu múi nữa rồi. Anh là bây giờ không còn sáu múi nữa. Ờ dạ, anh biết nè, tại vì anh mất tích trong showbiz quá lâu rồi. Nhưng mà anh rất là đẹp trai luôn. Em sợ chữ Vĩnh Thủy đi. Cực kỳ đẹp trai. Mê trai là khổ nhất. Đó là một gu đàn ông lý tưởng. Anh phải nói là 99% phụ nữ ở Việt Nam sẽ mê anh Vĩnh Thủy. Kể cả anh trong đó luôn. Kể cả anh trong đó luôn. Tại sao anh ngủ với bạn kia anh đòi ngủ luôn chứ không thức? Rồi đúng rồi, bạn kia là anh ngủ, anh Vĩnh Thủy là anh thức. Thế cái tính cách của họ có gì để mà anh muốn ngủ cùng họ vậy? Lê Bóng thì anh đã nói rồi đúng không? Đúng rồi. Một cái năng lượng rất là tích cực, anh muốn hấp thụ cái năng lượng tích cực đó qua người anh. Anh hấp thụ bằng cách nào nhỉ? Thì lúc đó tự biết chứ giờ em hỏi sao nói được trời. Thì em cũng muốn được chia sẻ kinh nghiệm để em cũng hấp thụ ý. Vậy em ngủ với anh nha. Sao vui? Ui, với mặt em cũng vui vui á, anh cũng sẽ muốn ngủ với em á. Thế thì tốt quá. Nhưng mà cái đấy em chưa thử bao giờ. Chưa thử? Vâng ạ. Anh thích những cái sự trong trắng thế á. Chưa thử là đi ngủ ý, chứ còn thức là em thức hoài. Rồi đối với anh Vĩnh Thủy á, thì anh thấy được cái sự nam tính và cái sự đàn ông. Anh Vĩnh Thủy lớn hơn anh nhưng mà cái lúc mà anh còn chặt chặt, lúc còn trung học cấp 3, anh có một cái nét đàn ông rất là điển và cái mặt ảnh lai tây rất là đẹp. Là anh mê từ hồi đấy rồi. Anh đã mê từ hồi đấy rồi. Anh nghĩ rằng chắc là 99% đàn ông ở Việt Nam cũng mê anh Vĩnh Thủy thôi. Không nói về cái việc là mê về tình yêu hay là mê ấy nha, mê về cái vẻ bề ngoài của anh ấy để ước như mình sẽ được giống như anh ấy. Còn bây giờ thì anh không biết là ảnh còn được như ngày xưa không. Đó là một cái hình mẫu lý tưởng để anh phát triển tới bây giờ. Nên là anh muốn ngủ với ảnh để anh xem ảnh cái cơ thể của ảnh nó có những cái gì. Để anh bắt chước. Đúng không? Giờ anh mới chia sẻ là bởi vì có người hỏi anh thôi chứ ngày xưa giờ người ta tưởng anh là con trai không à. Tại vì còn anh bây giờ luôn là con trai gái gì cũng được chứ. What? Miễn chỉ cần sướng là được, đúng không? Ủa là tùy cách anh sử dụng thôi. Con gái là anh ngủ, còn con trai anh thức. Thì trong cái hai người đấy thì anh đã từng tiếp xúc với ai chưa ha? Cả hai người anh chưa tiếp xúc, nhưng mà anh tiếp xúc nhiều người khác. Trong số biết anh tiếp xúc hết, anh ngủ gần hết rồi. Anh ngủ gần hết rồi. Cái gì? Đơ cái mặt chị ra luôn. Anh chỉ ngủ thôi. Đúng rồi. Tại vì anh làm việc chung với họ nhiều mà. Rất vui khi anh dành thời gian cho chuyện cùng với em. Em ơi em khoan anh cho nói nè. Tại vì anh ăn chế trộn nó cay quá. Em cho anh một ít nước được không? Dạ anh giảm độ cay đây. Mà anh nghĩ em nhiều nước. Em khô lắm rồi đấy.